Thu Huyền xin chào các bạn. Thu Huyền nhớ có một câu như sau. Our greatest glory consists not in never falling, but rising every time we fall. Niềm tự hào đáng giá nhất của mỗi chúng ta không nằm ở việc chưa từng thất bại, mà nằm ở việc nó lớn dần lên sau mỗi lần chúng ta vấp ngã. Vậy là 7 ngày học của chúng ta đã trôi qua rồi. Thu Huyền xin mời các bạn tiếp tục đến với bài tiếp theo. Để khởi động cho bài học số 16, vẫn như lộ trình của bài trước, bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc đi nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé. Cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành. Mẫu câu 106. Tôi đã nói với anh là hãy rồi mà. Told. Có nghĩa là đã nói, là dạng quá khứ của tell. Khi nói tôi đã nói với anh rồi mà, ta dùng I told you. Khi cộng thêm to, cộng động từ nguyên mẫu vào phía sau I told you, sẽ có nghĩa là tôi đã nói với anh là hãy rồi mà. Ví dụ khi muốn nói ba đã nói với con là hãy học tiếng Anh rồi mà, ta dùng I told you to study English. Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. Trong quá trình các bạn nghe và nhắc đi nhắc lại, cơ thể của bạn cũng nên di chuyển, đi từ chỗ này sang chỗ khác trong phòng, sử dụng các động tác mạnh mỗi khi di chuyển và luôn mỉm cười. Lặp đi lặp lại các bài học này ít nhất 4 lần một ngày. Mỗi ngày, cố gắng di chuyển cơ thể để tim đập nhanh hơn trước khi bạn luyện tập bài học. Và để có thể học tiếng Anh thành công trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn, chúng tôi khuyến khích bạn nên nghe lại ít nhất 10 lần cho mỗi lần nghe trong một bài học các bạn nhé. 106. I told you to plus infinitive. I told you to work hard for the future. I told you to meet her again. I told you to call me when you get there. Vocabulary. Future. Call. Again. When. Some usages. So to speak. So to call it. In other words, conversation. You hear me? I told you not to smoke here. But that's not easy. Mẫu câu 107. Tôi muốn tiếp tục làm. Keep. Có nghĩa vẫn cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục, duy trì, và khi sử dụng kết hợp cùng in sẽ có nghĩa là duy trì làm việc gì đó. Ví dụ I'll keep watching TV. Có nghĩa tôi sẽ tiếp tục xem TV. Hay keep moving. Có nghĩa hãy đi tiếp. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 107. I want to keep plus verb plus ing. I want to keep working there. I want to keep meeting her boyfriend. I want you to keep studying in USA. Vocabulary. Work. Her. Some usages. Keep. Keep about. Keep after. Keep away. Keep back. Keep down. Conversation. I want you to keep writing a book. If you say so, I'll try it. Mẫu câu 108. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn về disgrace, là từ được dùng để nói khi phê phán một hành động nào đó của bản thân hay một ai đó, và có nghĩa là mất danh dự, mất thể diện, làm nhục nhã, xấu hổ, hổ thẹn. Khi muốn nói với mục đích nhấn mạnh hơn, ta cũng có thể sử dụng shame. Nhưng cả hai trường hợp đều có ý nghĩa như nhau. Ví dụ khi nói mất thể diện gia đình, ta dùng a disgrace to one's family. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 108. I feel very disgraced that plus subject plus verb. I feel very disgraced that I gambled again. I feel very disgraced that you're cheating on your wife. I feel very disgraced that I am unemployed. I feel very disgraced that I use violence on her. Vocabulary. Disgrace. Unemployed. Cheat. violence. Some usages: dishonor, ignominy, shame. Conversation: I feel very disgraced that you're going out again. Where did you hear that news? News travels fast. Mẫu câu 109. Điều đó tùy thuộc vào việc anh làm. Khi nói tùy thuộc vào, ta thường dùng depend on. Vì vậy mà ta thường rất hay thấy câu that depends on time and place. Việc đó tùy thuộc vào thời gian và địa điểm. Nhưng khi muốn nói tùy thuộc vào làm việc gì, tùy vào làm việc gì, ta sử dụng it's up to. Ví dụ khi một ai đó hỏi, tiếng Anh có thể nói giỏi được không? Việc nói giỏi hay không là tùy thuộc vào cách học của mỗi người như thế nào. Vì vậy, ta có thể trả lời it's up to you. Có nghĩa là việc đó tùy thuộc vào anh. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 109. It's up to you to plus infinitive. It's up to you. It's up to you to mend or end. It's up to you to tell her. It's up to you to visit him. Vocabulary: mend or end, visit. Conversation: can you give me your hand? It's up to you. How can I do that for you? Mẫu câu 110. Thật đáng mơ hồ, khó hiểu, rắc rối, bởi vì khi muốn nói việc gì đó phức tạp, rắc rối, ta có thể nói như thế nào? Những lúc như thế này, ta sẽ dùng be complicated. Động từ có nghĩa là phức tạp, rắc rối, thật khó hiểu. Ví dụ khi muốn nói cái đó thật khó hiểu bởi vì nó quá phức tạp, ta dùng it's so complicated because that's too difficult. Mặt khác, khi nói cảm xúc hỗn độn, ta dùng I got mixed emotion. Và khi nói buồn vui lẫn lộn, ta dùng bittersweet feelings. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 110. It's so complicated because plus subject plus verb. It's so complicated because she didn't tell me anything. It's so complicated because I don't know anything about that. It's so complicated because the movie's story is very difficult. Vocabulary: complicated, story, conversation. It's so complicated because... Because what? Tell me about it. Mẫu câu 111. Nếu bắt buộc phải làm việc gì thì sẽ... Khi nói đến những cách nói có nghĩa phải làm gì, ta có trợ động từ must và have to, cộng động từ nguyên mẫu. Ngoài ra còn có should, được dùng khi nói đến một nghĩa vụ phải làm, nhưng tính chất của nó nhẹ hơn so với must. Và theo mẫu câu if I have to, cộng động từ nguyên mẫu, chủ ngữ cộng động từ có nghĩa nếu tôi phải làm việc gì thì sẽ. Và vì if là liên từ theo sau nên phải là một câu mệnh đề có chủ ngữ cộng động từ. Ngoài ra, cụm từ if I have to sử dụng ở đầu câu hay cuối câu đều được. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 111. If I have to, infinitive plus subject plus verb. I will listen to her if I have to. I will work hard if I have to. If I have to do it, I will. Vocabulary: listen to. Conversation: I will call her if I have to. You have no other choice but to call her. Mẫu câu 112. Tôi hạnh phúc khi làm việc gì? Không có ai là không biết từ happy. Khi muốn nói tôi hạnh phúc, ta dễ dàng nói được ngay I'm happy. Và nếu muốn nói thêm ý là hạnh phúc khi làm việc gì đó, ta cộng thêm to, cộng động từ nguyên mẫu, và mẫu câu ta nói chính là I'm happy to, cộng động từ nguyên mẫu. Ngoài ra, khi muốn nói tôi hạnh phúc khi ai đó làm việc gì đó, ta thêm chủ ngữ của hành động someone, vào ngay sau. Happy. Ví dụ khi nói anh hạnh phúc khi hôn em, ta dùng I'm happy to kiss you. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 112. I'm happy to plus infinitive. I'm happy to see an American movie. I'm happy for her to listen to me. I'm happy for her to study hard. Vocabulary. Happy. Movie. Some usages. Pleasure. Joy. Delight. Glad. Conversation. I'm very happy to help you. If you say so, thank you. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé. Cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành. Trong 7 ngày này, bạn sẽ thực hành nghe đi nghe lại, nghe càng nhiều càng tốt và nhắc lại cho đến khi bạn có thể tự động nhớ tất cả các nội dung của bài học. Như vậy, kiến thức của bạn sẽ tăng dần theo mỗi bài học. Chúc các bạn thành công!